Oh, xin chào mọi người. Xin chào, mình là Tuấn An đây. Mình đang có mặt ở SES Metropolitan ngay chỗ nhà thờ Đức Bà. Đây, cái sau lưng mình Samsung SES. Thì hôm nay mình tới đây mình dán cái miếng dán màn hình cho cái Galaxy Note 9 của mình. Oh, có một vị khách hình như là cũng mới ở trong này ra. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong, mình dán thử cho các bạn xem là cái miếng dán dành cho Galaxy Note 9 nó như thế nào và nó có tốn tiền hay không. Đó, như vậy nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô. Đây là cái Note 9 của mình. Vô. Oh, quá đẹp. Ok, giờ mình vô trong. Oh, có mấy cái bộ gear của Samsung. Rồi đã. Oh, ở đây cũng có hai người hình như đang dán. Rồi em chào chị ạ. Em muốn dán cái Note 9 của em á. Ở đâu dán được chị? Ở phía bên này em. À. Okay. Oh, xin chào. Mình cần dán cái Note 9 của mình. Thấy Mai Nguyên có cái chương trình dán Note 9 thì phải. À, cái này mình ghi sao nữa, chút xíu nữa ghi được. Bạn này dễ thương quá nè. Ok. Bạn này cũng dễ thương luôn nè. À, cho mình hỏi là những cái công đoạn dán này bao gồm những công đoạn gì bạn? Cái này là mình sẽ vệ sinh máy trước. Xịn sơn màn hình cho sạch. Rồi. Máy. Sau đó mình dán máy bằng cái khung có sẵn lên. À, cái khung có sẵn luôn. Mình chỉ cần gắn miếng dán vào cái khung này thôi. Sau đó mình đẩy cái thanh này xuống này. Đó. Thì miếng dán sẽ tự động khớp vào tất cả các loa. À. Ồ, oh, hay quá. Chiếu cái tia UV ở đây. Bật đèn UV chỉ cỡ từ 5 tới 7 giây thôi là xong rồi. À, có nghĩa là cái sẽ giúp cho miếng dán nó dính chặt vào màn hình hơn. À, có nghĩa là thời gian mình dán một miếng dán thì khoảng bao lâu? 5 phút không? Tầm 5 phút. À. Tùy máy nữa, ví dụ máy nào bụi nhiều thì sử dụng có thể sinh sử hơn. À. Ok, mình xin phép mình đi vô trong mình quay kỹ xíu ha cho mọi người cùng xem. Ô, trong này máy móc tùm lum hết trơn nè. Ồ. À. Yes. Đây. Cái này mình dán mình có tốn tiền gì không bạn? À, miễn phí hết. Thì cái miếng dán này dành cho mình ngoài Note 9 ra thì còn có miếng dán nào nè cho máy nào nữa không bạn? Thì tại ở shop thì còn cho hai dòng sản phẩm khác như là S9 và S9 Plus nữa. À, S9 với S9 Plus. Ồ, có nghĩa là mình mang S9 với S9 Plus tới đây là mình có thể dán free. Máy máy chính hãng hay là máy xách tay? Xách tay chính hãng đều được hết. À, máy nào cũng được hết. Ồ, chơi Samsung chơi quá dữ. Yes. Đó, sau khi bụi lấy hết sạch rồi ha. Oh, chắc chắn là phải hết bụi mới được. Rồi. Ok. Quá dữ. Đó, sau đó mình gạt đi để cho nó sẽ đều cái bề mặt hơn. Gạt đều bề mặt. Không thì không cần phải căn đo rất là nhanh. Yes. Máy này thiết kế riêng cho nó Note 9 thôi đúng không? Đúng rồi, cái khung này là cho Note 9 này. Yes. Có những cái khung khác cho S9 Plus nữa. Thì à. Khi khách mang điện thoại cho khách tới tùy vào điện thoại thì mình sẽ lựa chọn cái khung phù hợp. Yes. Oh. Oh, quá đẹp. Quá đẹp. Siêu chuyên nghiệp luôn, dán rất là nhanh. Đó. Đó, xong, quá đẹp luôn. Rồi. Đúng không? Sau đó mình đóng cái này lại, bật đèn để khách để chiếu tia UV dạ có. Ồ, hay quá, hay quá. Ở đây đặt bát Wi-Fi cũng giữ nữa, sang màn tất cả. Đó. Sau khi hoàn thành
Ồ, máy này có ăn hơn. Ồ, máy có ăn hả? Ồ. Quá dữ, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, trả máy cho bạn. Ok, giờ tới máy mình, tới máy mình. Quá đã. Này phải không? Đó. Rồi, cảm ơn hai em nha. Cảm ơn anh ạ. Quá đã. Đây, cho máy quay. Đó. Giờ tới mình. Có dịch vụ chăm sóc thông minh nè. Cập nhật phần mềm, dịch vụ chuẩn đoán nhanh. Ý là khám bệnh nè. Rồi tiện lợi khi sửa chữa nè, cam kết sửa chữa trong vòng 24 tiếng nè. Cho mượn điện thoại luôn. Tư vấn qua tổng đài. Ok. Dịch vụ ở đây quá tuyệt vời. Không phải là do mình bên mình làm cái shop này mà mình nói gì đâu, mà là tại vì ở đây dịch vụ nó đã thiệt. Rất là tận răng. Nguyên dòng shop. À, những bạn mà tới cái chỗ này có thể lên cái ghế để mà mình trải nghiệm thử ha. 4D. 4G 4D VR experience. Máy của anh trước nó không có dán cho nên nó hơi chạy chút xíu. Chạy che được luôn. Wow. Dữ gì? Wow, kinh vậy. Rất là kỹ nha các bạn, lấy từng hạt bụi một. Đảm bảo là cái này nó sạch sẽ mới được. Không sạch sẽ là không được rồi. Yes. Đúng rồi. Hơi thở mình nó ghê lắm. Không ghê, hơi thở rất là sạch luôn, bụi xung quanh này mình thở. Không thì anh biết mà. Bụi xung quanh nó sẽ bay vô. Nhạc này mở kích thích quá. Đảo á, nghe sung sung đó. Đó, vô nè, kịch đó, rồi xong phim. Ồ, đã sướng thiệt, gặp một cái cặp là xong ngay. Dứt điểm. Ồ, quá đã. Vuốt. Chú mày đẹp trai nè, chú mày đẹp trai nè. Đó, tới UV luôn. À, 7 giây, chỉ cần 7 giây thôi. Đối với An thì chỉ cần 7 giây là đủ. Ôi. Nó bóng lưỡng rồi, đã quá. Rồi cái này đẹp lắm mấy bạn ơi. Đẹp lắm luôn á. Nó bóng lưỡng rồi. Không có miếng bụi luôn.
Ồ, chỗ này nó hơi nhỏ xíu, không sao, không sao. Tại vì cái màn hình của mình nó cũng chạy nhiều lắm, cho nên nó cũng bị dính nhiều cái. Ok, đẹp quá rồi, đẹp trai rồi. Rồi, thank you hai bạn nhiều. Bạn tên gì? Bạn tên gì? Ờ, bạn Hương, bạn tên gì? Bạn tên gì? Lộc hả? Ok. Tới Metropolitan gặp bạn Hương với bạn Lộc nha, quá dễ thương luôn. Cảm ơn. Ok. Như vậy là các bạn đến Metropolitan gặp bạn Hương với bạn Lộc, rất là dễ thương ở phía đằng sau. Đó. Sau các bạn dán một cái Note 9 hoặc là S9 hoặc là S9 cộng của bạn, miễn phí hoàn toàn, không có tốn phí gì hết. Cầm nó ra mọi người sẽ dán free, rất là đẹp. Đó. Không có miếng bụi luôn. Cảm ơn mọi người nhiều, và nếu các bạn cần bất cứ thông tin gì cứ việc comment ở phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn.